thân chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nếu anh em là một trong những người thích môn thể thao vua và muốn trải nghiệm cái game FIFA bằng đội hình tuyển Việt Nam thì mời anh em theo dõi tiếp video này, mình sẽ chia sẻ cho anh em. Game FIFA mà mình muốn chia sẻ cho anh em là game này. Nếu ai từng chơi DLS thì chắc sẽ biết cái game này rồi. Nó là phiên bản 2019, nhưng hiện tại không có trên cửa hàng CH Play nữa nghe anh em. Để tải được cái game, anh em cứ theo cái đường dẫn mình đã để sẵn dưới phần mô tả rồi. Sau khi anh em nhấn vào cái link, nó sẽ hiện thế này. Anh em chọn tải xuống. Tiếp theo anh em chọn dẫn tải xuống. Sau khi đã tải xong rồi, anh em trở về trình quản lý tệp, rồi anh em vào cái chỗ lưu trữ điện thoại, anh em tìm dùm cái mục download. Vì nếu mặc định của máy tệp tải về nó sẽ nằm ở cái mục download nghe anh em. Tệp tải về nó nằm ở đây rồi, anh em nhấn vào rồi chọn giải nén. Sau khi giải nén xong, nó xuất hiện một cái tệp ở đây. Anh em nhấn vào, rồi nhấn tiếp vào. Xuất hiện ba cái thư mục. Anh em chọn chỗ game ở đây nè. Xong rồi anh em chọn cài đặt. Cài đặt xong rồi anh em không được mở lên nghe anh em. Anh em nhấn vào chữ xong nè. Bây giờ anh em chọn hai cái thư mục màu vàng còn lại, rồi chọn sao chép. Anh em mới lùi lại tìm cái thư mục Android, nhấn vào chọn dán. Vì hai cái tiệp này mình đã có nên khi dán nó hiện lên như vậy nghe anh em. Bây giờ mình chọn thay thế thư mục. Anh em chưa cài đặt gì cứ dán bình thường, vậy là xong rồi đó anh em. Bây giờ mở game lên xem nó có bị lỗi gì không nghe anh em. Đây, đội tuyển Việt Nam. Vào game để trải nghiệm liền cho anh em thấy nè. Trên sân là những cầu thủ Việt Nam rồi nghe anh em. Game này hoạt động bình thường không hề bị lỗi nghe anh em. Về phần cách chơi như thế nào thì anh em có thể tìm hiểu thêm giùm mình. Mình xin được dừng lại cái nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích, nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.